Alo, Amy xin mến chào các bạn. Đây là bộ móng móng thiệt của cô khách nè. Amy tháo ra rồi chạy sạch móng thiệt rồi overlay cho cô khách. Rồi cô khách này muốn giữ cái móng thiệt lại nha các bạn. Với cả muốn móng ngắn, không có muốn gắn thiếp lên. Bây giờ Amy là bỏ cái nước bondage này, Amy xài cái loại này ha. Nè, Amy xài cái này trước khi là Amy apply acrylic lên. Rồi bây giờ trước khi mình bỏ xong, bây giờ em sẽ bỏ bột lên nè. Em xài liquid là cái loại tím bình thường ở mấy cái tiệm nail supply Việt Nam thôi các bạn, chứ không có loại nào đặc biệt. Cái cọ thì mình lấy nước vừa phải thôi ha. Đó, em cho lấy bột đầu cái cọ nè. Tại vì móng cô này nó ngắn mà nó nhỏ, em muốn đắp nó mỏng cho nó natural nha các bạn. Đó, các bạn thấy em đẩy cái bột không? Đó, để cái bột nó sát lên cái dòng silico. Bạn lưu ý mình đắp là đừng có để bột nó chảy ra hai bên hông nha. Đó, các bạn thấy là mì đã đắp xong một ngón rồi đó. Này, các bạn thấy cái độ mỏng nè, tại vì móng là ngắn mình không có đắp dày, nó không có nhìn, nó không có đẹp tự nhiên. Đó, giờ mình bỏ cái mì đẩy, các bạn thấy mình nhúng cái bột cho nó sát cái dòng tiêu đi cầu là mình tán ra, chứ mình đừng có để nó chảy qua cái dòng tiêu đi cầu phát, mình chảy láng rất là khó nha các bạn. Đừng có để nó chảy ra cái dòng tay ở trên đây nè, nó vừa đụng thôi. Là hai ngón cái mày xong, các bạn lấy cái bột trên cái nước nó phải thấm hết cái bột, để cái bột nó không có bị cái bong bóng ở trong á, cái bột nó chưa có đủ nước thẩm thấu bên trong á các bạn, mình đắp lên sau này nó dễ bong tróc ra lắm. Em mày chia sẻ với mấy bạn mà mới vô nghề đó, mình đắp bột còn chậm hoặc hay bị chảy hai bên hông chảy, hoặc là khi thì lấy nước nhiều quá, có khi thì bột nó chưa có đủ độ ướt. Còn mấy bạn mà làm rành rồi thì đằng sau mình lấy bột mình đắp cũng được hết. Em mình tém hai bên hông nè, em mình dập hai bên hông nè, bạn biết mình phải dập hai bên hông để cho cái móng nó, bột nó ăn bám chắc vô móng, để khi mà khách trở lại feel nó cũng hạn chế được cái hở hai bên hông nha các bạn. À, các bạn thấy không, hai bên hông Amy đắp là không có dính bột luôn, bột nó không có chảy ra hai bên hông nữa. Amy để cục bột lại, Amy để cục bột xuôi nha. À, bây giờ Amy đưa lên nè, Amy tán ra cho nó tương đối nè, xong rồi giờ Amy mới tán cái bột ra cho bên hông nè. Bạn lại mì đã hoàn thành xong nè. Giờ mì cho cô khách hơn ha. Đây, giờ mì tới tay bên đây cũng vậy. Em mì xài cỏ, chỉ xài cỏ này 16 thôi các bạn. Bạn thấy bột của em mì là bột này nó không có chảy nha, bột này nó cũng nhanh khô lắm. Khi mà các bạn mà tập nghề mình lựa cái bột nào cho nó đừng có bột hơi nhão chút đó các bạn, nó lâu khô để mình tập thì nó dễ hơn. Các bạn biết bột mà mình đắp nó gọn gàng rồi nó không có chảy hai bên hông tay của khách nè, ở trên dầm tay nó không có bị trào trên dầm tay nữa, thì một lát mình sẽ tiết kiệm được nhiều cái thời gian lúc mình chải láng lắm các bạn. Không phải gọt giũa hai bên hông hay là nó bị tràn gì hết.
này rất thích làm overlay nữa các bạn. Làm cái này mình khỏi mất thời gian gắn thiếp. Còn nếu mà khách làm móng dài hơn, mình phải mất thời gian gắn thiếp và cắt giũa thiếp lại trước khi bỏ bột. Khi mà các bạn mà đắp bột với các bạn cũng lưu ý nha, mình cố gắng đắp làm sao mà mỗi cái ngón tay á, cái độ dày của bột đó nó tương đối bằng nhau, chứ mình đừng có đắp mà một ngón mà quá dày, một ngón mà quá mỏng. Những cái khách mà người ta sành sỏi về neo, người ta lật bộ móng lên là người ta biết cái tay nghề mình chưa có chuẩn. Hai bên hông mình dập hai bên hông đặng cho nó ôm vô, nó không có chảy ra ngoài nè. Bây giờ mình đã xong 10 ngón đắp bột nè các bạn, coi mình chia sẻ nè, các bạn thấy không, cái độ dày của mấy ngón tay nó tương đối bằng với nhau hết trơn nè. Đó, các bạn thấy không, có một ngón mà quá dày hoặc quá mỏng. Khi mà các bạn đắp nó quen tay rồi thì mình canh cái lượng bột mình lấy nó rất là chuẩn. Rồi bây giờ cái bước kế tiếp thì em mình sẽ lấy cái xiếc của khách này nha. Đấy, các bạn thấy em mình đặt cái giũa vô lại, em mình giũa thôi, em mình không có cần phải đè nhiều, tại vì hai bên hông này các bạn thấy không, bột nó đâu có dính, nó đâu có tràn ra thôi. Nên mình lấy cái xiếc nó cũng nhanh, cái giũa nó cũng nhanh nữa. À, cái giũa vuông thì em lấy thẳng cái đầu móng, em lấy thẳng hai bên hông ra rồi mình bầu hai cái góc cho khách một chút xíu, cho cái giũa vuông bình thường đó các bạn. Rồi bây giờ em sẽ chải láng nha các bạn. Các bạn coi em bắt đầu đặt cái đầu cỡ vô ngay đây nè. Đó, em đi qua một vòng. Nó là như vậy, nó đã sạch rồi đó các bạn. Bạn thấy không, mình đã đặt vô cái đường rãnh nhỏ nè, mình chỉ cần chạy qua một hai đường thôi là cái vòng ngay vòng tay là cái bột nó đã sạch sẽ, nó ôm theo cái vòng tay luôn. Bạn biết khi mà mình đắp trên cái vòng tay nó tròn nó đều, mình chạy nó dễ. Cái thứ hai lần sau khách nó trở lại đó là cái vòng bột hay vòng tay này nó rất là tròn, mà mình chạy nó sạch rồi cũng hạn chế được vấn đề khi móng nó ra đó các bạn, cũng hạn chế được vấn đề móng nó bị hở nữa. Em đã xong rồi, bây giờ qua tay bên đây cũng vậy, em cũng lấy xếp.
bạn biết một khi mà mình đắp nó bọt quá, nó gọn nó đẹp rồi, nó sẽ giúp cho mình tiết kiệm được nhiều thời gian cho những cái khâu sau, như là cái khâu mình lấy cái dũa cho khách nè, cái khâu mình chải láng nè, mình không mất nhiều thời gian. Thì cái bọt mình bỏ nó đã mướt đã mịn rồi, nó không có bên thấp bên cao, nó không có chảy, nó không có tràn ra hai bên khóe tay. Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục chải láng bên đây. Rồi nè, em đặt cái đầu chải láng nó cũng đi từ bên cạnh hông bên bên mé bên phải, nó qua bên trái, các bạn thấy không, từ cạnh này nè, mình đi một vòng qua bên cạnh bên kia rồi mình đã gọt cái vòng tay cho nó tròn bọt cho khách rồi. Bây giờ em đã chải láng xong hết hai bàn nha. Bây giờ em sẽ dùng cái đầu nhọn nè, em clean những cái bụi, những cái vặn dơ, những cái dũa dơ nó nằm dưới đây nè các bạn. Các bạn thấy em đắp bọt chứ cái bọt nó không có lọt xuống cái đầu móng tay của khách nha. Rồi bên đây cũng vậy, các bạn thấy cái độ mỏng của móng tay em đắp không, nó mỏng nhưng mà nó phải đều nha các bạn. Các bạn thấy cái ngay giữa này nè, với hai bên hông là cái bọt nó đều, chứ mình mỏng mà hai bên hông nó mỏng lét, nó không có bọt, mà ngay giữa nó bọt có dày hơn là móng khách ra, khi nó trở lại nó dễ bị bể gãy hai bên hông lắm đó. Là em đã hoàn thành xong cái bộ mới overlay cho cô khách nè các bạn. Đó, cái bước cuối cùng bây giờ em sẽ bóp vào cô khách này, em cho đi rửa tay, em sơn lại, em đã hoàn thành xong bộ mới overlay nha các bạn. Bây giờ em xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.